Có. Em làm gì cơ? Cái xe nó đón xe em. Sơn ấy. Cái đỏ này. Cái này cái hơn. Mình đấy bỏ bóp không? Bóp rồi lên đi. Quên rồi chứ này. Nay buồn nào hơn đêm nay khi ngoài kia bao tố. Để tối qua điện thoại rồi. Lên sợ là cướp nhà bà ở Texas già nhất trong lịch sử từ xưa đến nay là ông này 92 tuổi. Chính tôi mới 72 mà tôi chạy không nổi thành gà đi bộ đây. Đẹp. À, đây bắt đầu đến đến được 70 rồi con ạ. Cố gắng và làm sao trong cái thị trường cạnh tranh. À, đi bộ đây. Mình đi dần luôn, quay lại sao? Đi bộ cho đỡ mệt. Về nó để hết đầu chân. Kìa xe này. Yên xá. Ông công có đây. Gà tây đấy. Đầu. Đầu luôn. Đầu đầu mỏ nó đâu. Rồi, ok. Dậy tới 5:30 chờ tới 5:30 thì hoàn nó bảo vậy. Có rắn đâu rồi? Có rắn đâu rồi? Có rắn, có rắn mua bắp bịch đâu? Đi xe bị tắc đường quá. À, xe tắc đường. Người ta đi ra ngoài chân mà đau. Ăn làm cái gì ăn vậy? Lên ngay, ở nhà ăn bánh mì, lên đây cũng bánh mì. Thế là hôm nay là có duyên ăn bánh mì đấy bạn. Từ tháng 11 đến giờ đấy, bây giờ mới dọn. Từ tháng 11 thề cái chị đấy chị chào thăm hoa. Thăm hoa, vá rắn kìa. Thăm hoa, cái gì thăm hoa ơi. Thì em đấy. Vá rắn xem vó rắn chưa. Ừ, được. Vài ngắm hoa. Đây, thức chưa tính được. Không nhờ. Nào đấy, trông bộ đồ bảo hiểm nó ác quá đây. Ừ.
Đi đi. Ơ có thay nhé. Đi đi. Tao quay phim à. Quay phim đấy. Thôi bác đừng có quay. Ơ bác phải vậy thôi là bác. Thôi là quay bông đi chứ. Nào, đi xem có gãy xe không nè. Đây. Ê, Dũng ơi, nó nặng, nó khó chở, nó không đạt, nó phải chủ động cơ. Chuột nam. Hôm nay không biết con gì. Đây các bạn đối chơi xuống đây con chơi. Giờ là đi qua điện cho mẹ. Bố với mẹ mất điện thoại. Giờ đây bạn xuống đây bạn xem nào. Quỳnh không mất điện thoại thì Quỳnh vào nhà rồi. Hôm nay chủ pha quên điện thoại nhà. 120 quyển sách đấy. Mua mấy triệu đồng. Nấu bếp không được có khói nhá. Cấm cấm khói đấy. Đang giám khảo đang duyệt. Đang thi chương trình MasterChef. Nào, xin tin nào. Thám Hoa ơi. Thám Hoa. Con gái ba là con trai uống với con gái. Bà vừa nói vừa đi đi. Là con Thành nó mới sắm cho bốn cái váy này hết rồi về là diện đấy bốn cháu gái lại đi ngô xa nó thì đang mong là có cháu ít tô thì mình lúc cũng bảo bà lúc bà chết thì có sáu đứa cháu gái nó khóc nó hàng trèo đấy nha lại cũng bảo nha vâng thiêu nha vâng mang cho ra thả xong là nha vâng máy chứ không phải đi xa mà họ yêu cầu máy lên kia cái gì đấy? Vâng. Hạ Long. Vâng. Tức là lúc cô ấy thì là làm như thế thì ở cầu nó nước nhá. Vâng. Cháu ghi vào đây đến lúc mà mở ra. Cầu nó nước thì là cho một tí cho vào xong là để xây cổng tới con nhà để vâng. Vâng. Yêu cầu cái là ngày Tết thì đi ra thắp hương thật. Đây có mọi người làm chứng nha. Này còn tốn đất dân gan gì. Cái hài cốt thì là còn bỏ ra thăm xương hay đốt. Có cả hun nha. Đốt thì cho thì đống tròn còn có tác dụng gì mà đi ra thăm đống tròn nữa chứ. Nhảy tưng tưng bông. Bông. Làm hai bố con ta bị từ sáng giờ mới ra đây vào. Ôi giời. Tính trưởng, tính gì? Trưởng à, thích trưởng nghe trưởng luôn ra. Mày thích nhỉ? Mà là sao mà chị nhanh chí bắt được cái máy này? Không bị sạc sóng pin. Nhưng mà là mình chỉ nhớ lúc đầu thì gọi là tính bằng sóng pin thôi. Để xe thằng tép mà tôm ở đây xong rồi đi bộ ra. Thay giày chưa? Muốn thay giày chưa Muôn ơi? Thay rồi. Điện thoại của em. Tốt nhất là người ngại sách thì ăn bớt đi. Đi gì? Ba cái xe đục. Sợ thật.
đi thôi. Ngoài lên lên Đức Lai nè. Em ngồi bên riêng đây này. Lên bác đi xong nó rỡ lên quan trọng. Cần đi vòng lại không ạ? Lên đây, ngồi bên riêng đây này. Nào. Đi rồi. Rồi, tiếng Anh nó chỉ là cái bàn đạp thôi đúng không? Phương tiện. Lên xe. Cao tốc Lào Cai hết hết cao tốc là nó xuống. Đó, hết Phú Thọ là nó xuống. Nhưng mà xong nó lại gọi xe về chỗ thôi. Đang đâu đây? Đây, ngủ quá. Anh Hưng có ngủ được? Ừ. Phải ngủ được. Anh ấy ngủ chưa mấy rồi. Cái tòa nhà phía đằng trước này bên tay trái anh chị ạ. Xuống xe nhé, xuống xe xuất trình giấy tờ nhé. Con mẹ ơi, mang những cái đồ ăn luôn vào. Tí ra chỉ việc đi thôi. Mình ấy. Yeah. Yeah. Qua cổng thu vé. Ồ, che hết mặt. Bắt tay đi, bắt tay đi. Bông nhanh, bông mùn nhanh lắm. Cho họ ôm cái. Quay chụp thì
Con này hót hay như họa mi đây này đấy, họa mi nó hót hay nhất đấy. Nó bé bé nó có cái mắt nó dài dài này này, nó trắng nó dài. Chim đa đa đây à? Đấy, chim đa đa. Rồi, con chim đa đa này. Thank you.
kia kia đang nữa. Không, ta xem cái con tiếp theo này này. Đừng cho tay vào, đừng cho tay vào nữa. Ăn luôn các cuộn. Ăn luôn các cuộn. Đói. Không, 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 nhầm số, bấm nhầm số.
xong bắt đầu nhà ngay gần đây mà đi bộ ra đây mà. Và bao nhiêu về? Tí nữa về luôn. Về luôn à? Sao lên alo cả. Dạ, cô hỏi con tên là gì kìa? Cô con tên gì trả lời đi. Có thể được lúc khác được. Sao phải gặp nhá. Anh đi nhá. Đi đây, đi đây. 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 Nó lại chào nhầm tên. Chào. Này chúng ta đi luôn nhá. Đi vào nước này. Vâng ơi. Wow, con voi. Mai kìa. Đứng vào đi. Ôm vào.
Nó đang đi trên đường đi đến đây. Biển số xe này. Rồi. Lái xe này, mặt mũi tên lái xe này. À ừ, được. Đấy thì nó đang báo là mấy phút nữa nó sẽ đến đây. Ừ. Dạ. Nó cũng lâu lâu rồi, nhưng mà Hà Nội thì nó phổ biến. Nó rẻ nhiều hơn taxi truyền thống. À. Nhưng mà nó còn nhiều khi mà ở cao điểm nó sẽ đắt hơn. Anh đang có gì? Chạy chuyên. Mình thì là chạy chuyên. Cho trẻ con vào khu tự giãn thì nó không thích vào. Khi đi không lắm. Cứ đi thẳng anh ấy chỉ đến thẳng cái chỗ bãi xe thì mình dừng ở đấy. Đi hết này mà chừng đi hết. Thấy chưa? Thấy chưa? Pháo này láng thì chán lắm. Em về. Cảm giác nó y xì như ở cái chỗ này này. À. Đấy đang quay phim lá nó rụng đấy. Lá rụng đẹp chưa? Thì cố thôi. Cố rồi còn em nữa cả. Cay quá nhỉ. Có mưa đâu mà giọt em ơi. Bánh hút
Mới lên năm ngoái, có võ rắn còn nhớ không? Hàn môn. Võ rắn, võ rắn. Võ rắn. Võ rắn nó phải nhanh lắm. Rồi bắt đầu nó quay đấy, cầm lên quay đi, quay mọi người, mặt mọi người vào đây. Cậu Hoàn gọi bác Hoàn đi. Cái tôm này. Quay đi. Nào. Nào muôn đậu. Ê. Bông đậu. Yeah. Thằng nào cứ ra chỗ anh tôm này có lý do. Siêu thế nhỉ, mua đây. Tiếp chạy quá. Thank you.
Ra cầu Tây Húc cho bạn. Võ rắn đâu? Võ rắn. Lần này mình đi có 2.000 một vé. Quay mặt không lạ. Muốn vừa vậy chạy chỗ mẹ nó vậy.
Xuống thả nổ đây. Nổ đây, nổ đây. Nổ đây. Bộ lại đây. Lên đây. Cho xe này vào. Lợi dụng cái dốc vừa rồi mà không nổ đây. Đưa nó cảnh cho nó. Tôm ra đẩy với cậu thôi. Ba nhá. Bây giờ người này ở Hà Nội rồi. Về Ninh Bình đây. Bye bye nhá. Sướng thế nhở. Anh hoàn quả vẫn cao. Hồi nãy đứng đợi cái bùng binh đây còn gì nữa. Giờ này con lái xe này này nhá. Lấy là bằng lái xe kia. Hả? Cứ đi đi. Hả? Ngược chiều à? Đâu? Nay ngày lễ này nó cũng thoải mái hơn bình thường. Cắt vành này nó chém chết. Nó đã nổi làm kinh. Mai mai đi chơi đấy đấy ở đấy đi nghỉ đến để nghỉ chơi xem mày nó nhảo loanh quanh không phải đi bộ nhiều. Anh Hoàn bây giờ chắc kiểu làm xe thể lên xe nào nó nhảy lên cũng lại được nhỉ? Mấy cái xe sổ tay nó vào sổ thế nào nhỉ? Đó. Sổ điện. Cả hai đi ngủ. Ngủ. Lay lát thế này. Chơi như vậy thì làm gì chẳng ngủ. Đẹp không nhỉ? Cốn này xe anh số 3 nổ ngay. Cốn này là phải thay cốn này anh. Bao tiền cái cốn anh? Nguyễn Khuyến. Căng cơn ngủ vẫn có ghi tỉnh. Úi giời ơi. Tưởng hết đắc quý. Tầng 2 anh Hoàn nhận giá gần trăm triệu được, nằm đậu. Em nằm đậu.
Bun bây giờ là không vẫy tay. Chạy tại chỗ đi. Chạy đi. Chạy chạy bông chạy đi. Đúng rồi. Ý dạ. Ê nó mới nhộn nhịp nó mới hay. Đang chạy tại chỗ đấy. Rồi ok, gì? Nào. Bông đâu? Bông mi 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 thế này cơ mà, hai đứa thế này. Chặt tay vào nhau nào. Lấy đà, lấy đà, lấy đà. Lấy đà. Nào, rô rồi. Rô đúng rồi, vậy. Để đô lên phốp sẽ hết. Ai nó vẫy lên cho nó cử động lên đấy, vậy nó mới sinh động. Cái gì? Anh trước đánh nước nhà em, anh chở ra để vào cái đồ này vào trong cốp xe, xong rồi chở xe máy cho quán phở. Ra khoảng kia. Đấy. Ờ, đi bộ được không sao cả. Cháu nhìn cái biển thịt dê Sơn La chưa? Thịt dê Sơn La. Đi đi. Đi thôi. Thank you.
không đúng tuyến còn đắt đắt á. Đường sơn này nó có chạy không? Không, nó bảo ăn đùa quay như vậy nó ngọt chưa, tay đâu có làm được. Mở được không? Quay đi sóng, quay đi sóng chín thành nó vào lấy kéo cắt ra để ăn vậy chứ. Quay cảnh hai chị em chia rồi đấy. Thì nãy giờ chia mấy lần? Nào, chó này trắng không nào? Chó này trắng. Nào, nào chó trắng không? Nhưng hiện tại bây giờ Black đang rẻ hơn đây này. Đi Black đắt hơn mà. Nhưng rẻ nhất. Nhưng nó đang báo giá ở đây. Thì đắt, đi Black đi. Đây, chỗ này. Chiều đen thôi lại khóc nữa. Chiều đen thôi khóc, chiều đen khóc. Đây hai bác cháu cùng khóc. Ý, với hai bác cháu cùng khóc. Khóc gì nhá. Sướng chưa? Đấy. Sao những ngày đi xe nào? Đứng đi xe này. Tất cả những đi xe này đi. Lên xe. Rồi, lên xe đây. Sáu không bảy mười nhá, 30 e. Hà Nội rẽ là phải rẽ sớm. Về quê mẹ tắc mấy cây số này. Đường đây thoáng thế này. Hôm nay 30 rồi. À đấy, hôm nay chưa quay lái xe. Lái xe mới phụ xe. Phụ xe. Hành khách đâu? Hành khách đây. Hành khách này ngủ sớm thế. Chơi chỉnh ra mấy ngày. Con tim bối rối. Tuổi đã mơ kết mây trong sương mù. Trên vai tình yêu nồng đôi. Bát Tràng thành phố Hưng Yên. Thành phố Hưng Yên về gần quê nhà anh rồi. Cách có 16 cây. Dòng sông bối rối, rung rinh chùm hoa sông. Xanh xanh. Những hai băng đèo. Từ cầu Thanh Trì vào đây. Không vào à? Đi thẳng à? Làng gốm cả, đây là xã Bát Tràng. À, kính chào quý khách, đây mấy biển kính chào quý khách kìa. Ông đọc kỹ. Ủa, địa phận Văn Giang á? Ừ. Thế tí nữa mình đi
tí sáng được. Cô bác ngày đây. Ơi cô bác. Đúng rồi. Chắc đi xe buýt đi phải. À thế à? Thế tí đi tắt ra sáng được luôn. Làng gốm cổ truyền Bát Tràng, kính chào quý khách. Nghiêng vậy. Xe buýt vận tải vào tận Bát Tràng luôn đúng không? Tận chợ luôn. Bình tĩnh là đợi sẽ Đức lấy xe đã. Nữa đây, lên nữa đây. Chơi thôi, không đánh cảm được. Từ từ tí. Mẹ con lấy cho mình nhá. Đi xem đúng rồi, đi tí về mới lấy. Nhìn thấy cái cầm đi ăn màu trắng nha, màu trắng xong nó không đẹp. Đấy, Phương ơi, mua những cái đấy tặng bạn ấy đẹp hết. Đấy, cái đấy đẹp được đấy. Mẹ ơi, con bảo này. Ô, lợn này. Mẹ ơi, cái lợn. Con lợn này nó không bóng, nó bẩn. Con lợn này nó không bóng dưới này. Mẹ, bên này có những cái con này.
Đấy con có 10.000 của con mua là khoảng 10.000. Giao cho hẳn 10.000 cần gì nữa. Mua tẹt tiền tiền. Ừ. Cần cẩn thận nhá. Cái dáng kia nó khó nặn hơn, nó khó làm hơn. Cái nào khó làm hơn thì lấy. Cái làm dễ hơn thì nó dễ quá. Rồi, mệt rồi, đi đi. Đi đi, đi đi. Cái để đi ra, tốt rồi. Này, mua chục xén này anh nhé. 1.500, 15.000 chục. Ở kia ngoài kia bao nhiêu? Đợt này thì vào đây như thế nào? Đây là chợ. Đợt này thì hết tiền rồi. Đợt này vào đây hết tiền. Đi. Đi. Đi đây cơ mà. Thôi cho chị theo nhé. Thôi con để tính mẹ vui nhé. Đủ hành khách đủ chưa? Ăn đi mẹ xách đồ hộ cho con nhé. Để xem tình yêu mình có những cái gì nào. Nếu con lại gặp cái chú kia, chú lại bảo chú được chơi một lần. Đấy à? Con lại được chơi. Xem đây lại vào đây thôi sao nhỉ? À đúng đấy. Tại cảm biết mà em vui. Mà nó miễn phí nhá, ví dụ mình ngồi nhà sàn này không mất tiền đâu. Chỉ có thuế phòng riêng nhà sàn mà không cho ai vào cùng mình ấy, thì nó mới mất tiền. Lại chỗ chỗ này hay, đồ này hay phải. Chứ nó trả thu cái gì ạ, nước nôi cấp rửa rẫy trả lại sao. Không không không, chỉ tức là nó hôm nay nó có thu bằng kiểu khác. Ơi đang ở Phú Trúc rồi. Rẽ phải rồi. Đang ở Phú Trúc. Đang đi đằng sau rồi. Đang đi đằng sau đi. Bà đang ở Phú Trúc rồi, đang ở Phú Trúc rồi. Cứ đi qua cửa hàng ăn thế rồi. Cái gì? Rồi. Không. Mình mời mà. Đây là quần khu của nó một mà. Quần thể Quần thể của nó này. Nó có nhiều. Có phải là một thằng đâu? À nhiều thằng đâu. Ngày lễ này 30 tháng 4 hẳn nó đi thì đúng ra sao? Là muốn ở xe này luôn. Đây cả hai tên này cũng đã không nghe thấy tiếng hả? Chuyển là nhường cái thằng bên trái. Nhường bên trái. Luật lưng lơ mơ chứ.
giải ngư sẽ tải vào ưu tiên. Vườn trúc xong lại vườn tùng. Vườn tùng à? À. Công viên sinh thái. Đã đông nhỉ. Đấy bà già cho sát vào cái đít kia kìa. Nào đi nào, đi nào, đi nào. Đi nào, bông ơi. Tìm cái góc nào mát nó giải mà. Có đá ra không? Nhà dô cái nữa nào. Nhà dô cái nữa nào. Đấy, bạn vẫn đẹp. Rồi, uống nhá. Đừng ở đâu ra mày. Ai ăn thì ăn. Sữa này. Kẹp sữa nhá, giò bên đây nhá, ai kẹp giò. Đẹp. Một đống kia thì đóng ở chỗ mình ấy, nhưng mà nó chật lắm. Đúng. À đây, anh em đây. Bằng phẳng. Nướng đây nhá. Đại xuống dưới đi nhá, lại đổ hết của bà. Con cầm hẳn lại bên bà để con tự góc. Mang về nhé, chú trai mang về nhé. Ông đi về ăn xính.
sạch sẽ nhất, còn chiều cũng đói kia gì cũng phải ăn, còn bao nhiêu thì bỏ túi để đi nước trước khi về ăn. À đúng rồi, tại lấy cái thỏi bé chắc phải cắt thì ừ đấy, nhưng mà phải chờ cái thỏi bé nó chán gì cả. Đồ ăn bánh này không? Bia nâng cốc đây. Có bia nâng cốc nào. 2, 3. Rô. 2, 3. Rô. 2, 3. Ui. Vỏ rắn đâu rồi? Sách tờ nó bắt đầu à? Vỏ rắn này. Vỏ rắn này lọc. Đây chạy nhiều rồi. Thế này mùi nó đẹp này. À để ngồi ạ. Không thích bỏ ra. Bỏ ra nhé. Đây này, trải cái tấm này ra thì đây. Nó là ba loại cá khác ai khác nhau. Này là cá ngừ. Hai cái cá ngừ một cái. Đây nghiêng một cái thật mạnh cho gần vào đây cho ngã ra cái lôn. Lấy sư phụ thì già đi. Bái sư phụ ấy. Lớn lên con sẽ làm nghề này. Chú vừa chú hết màu đỏ, chú lấy màu hồng không? Màu vàng không? Chọn nó vàng, chọn nào con chọn đi, con thích lấy màu gì. Thích lấy màu gì chọn. Như là cái gì? Bóng ấy. Chú nhân. Chú bê. Chú bê. Chúng tay, chúng tay. Kéo cày đi chứ.
trường mắt người nhện đấy. Tạm nhện. Nó đang còn lớn thì nó làm cái nghề này đi anh Đức. Bái sư từ già đi. Đẹp. Cầm cầm. Giờ lại có cái mũ niệm được thấy người nhện đẹp tiếc. Cái gì? Con gái thì vì ấy thì chi phương biện thì chứ. Thích chưa? Thích nha. Ra cho đội cho chị bông tí nào. Em đội chung mà. Lên được cái gì? Hôm nay cháu làm nhá. Thế số mấy đây? Không có số mấy nhỉ? Con ngồi yên đi. Ngồi xéo này, ngồi dưới này. Quá dặn. Quá dặn. Nà, bà dặn nha. À, cảm ơn bác Tài nha. Cảm ơn. Cảm ơn bác. Con xin bạn. Quà. Anh bạn ơi xuống vậy. Anh bạn xuống. Rơi cả cái này. Dạ. Ua. Đủ người chưa? Hết người rồi. Động thì phải đi dặn tìm số về Phạm Hùng, thấy về cửa năm số về thầy Hùng. Công ty có thời gian, xong có xe về tận nhà. Không lên được xe đúng không? Cái nào? Mẹ xe mình vừa xuống thế. Ở đây sẽ ai sẽ kì vậy? Xe gà nó đi theo rồi. Xe gà nó đi theo, đó như vậy mình đi theo nó. Chơi đẻo vậy. Đấy, đây là nghe từng bấm nhầm. Còn chắc đây đến đây là dễ sao? Không. Đây thật. Ừ. Nó chỉ làm với cái cầu giấy thôi. À. Đây là ít xa thôi. Dám như ở đây hả? Đẹp chưa? Chợ La là chỗ nào? Chợ La. Chợ La chợ gì ấy? Chợ La. Chợ La á? Có chợ Yên Xá đây là đấy. Chợ Yên Xá thôi, còn gì có chợ La. Chợ La thì có. À thế à? Chợ La đó, Xá La đó. Nó ở trong Xá La. Ba bạn. Hả? Ừ. 889 số các bạn. Tuấn đây rồi. 889 là ở Sa La Đông, xin số chợ La. Xin số 0938291234. Đấy, trường tôm đấy. Trường tôm ngày xưa xấu ra mà nó sửa lại. 938291234. Rồi. Nhưng mà từ đây sang chợ La không phải đâu. Có một đường đến 2 cây không? 2 cây á? Bên này. Cái tôm cá
các cái đường gì Thanh nó một đường. Ở đây đây này. Quyến Quyến Hà Đông. Không chơi đây nhỉ chưa? Khách đi rồi đi lại đi. Là bao nhiêu rồi? Đi hàng sơ thật á? Tưởng đưa vào hàng sơ thật á? Đã trái, đã trái. Đã trái, đã trái. Vậy mà đi hàng sơ thì chắc cũng bị mài cái biển này. Sáng sớm đây thì em Mùn thích Ecobag không? Thì bà nè nè bà lúc về lúc ở mà nó phúc hậu lắm, nhìn mặt nó phúc hậu. Thì mới đầu hỏi là bao nhiêu cái bông bay, nó bảo là 20.000 mỗi thổi lên mỗi hành, cứ nghĩ là nó làm hình các hình như này đâu. Mỗi thổi bông bay 20.000 nó mỗi thổi mà bà cứ thổi, mỗi thổi lên chứ không phải là cái thành hình như này. Thì xong nói bảo là hình quá như bông bay khoảng mấy đường cái khỏi đến đâu hay là mặc được bông. Nó bảo đây là hình vương điện mà hình gì vương đấy. Vương điện. Thế thì mới thấy nó làm kỳ công vậy chứ mới đầu mình cứ tưởng là nó bằng. Sao bà cứ bảo sao đặt đây mua thổi bông bay. Mua cái gì quả bông bay thổi lên mà mày bán hai đi. Thấy kỳ công nhỉ. Kỳ công nó làm hình con ong. Con bướm. Nghệ thuật đấy bà. Cái hình gì nó không làm được. Con chó. Cái gương hình gì đấy nhầm không nhỉ? Nhiều hình lắm. Hình siêu nhân. À, thì lúc đấy Môn đến đấy là người già nhỉ? Đúng không? Con Môn thì động viên chú là vì trẻ con. Chú mới bán đấy, bán như thế. Trẻ con, vậy là chú cũng khéo đấy. Chú cũng khéo. Nhưng là cũng là người có tâm. Quý trẻ con. Môn nhỉ? Hôm nay Môn, Môn Độ và Nguyện Bác Vịnh quay phim của anh bao nhiêu lần nhỉ? Môn đúng không? Đúng ra rồi. Tí nữa lên đánh vào bài đàn cả nhà nghe nhỉ? Úi giời, vậy thì giống chị Tép ngày xưa đấy. Chị Tép ngày xưa 4 tuổi thôi, giờ lớn. Cũng may nhờ cái năng khiếu nghe âm nhạc đấy. Giờ học tiếng Anh nó nghe tốt đấy. Bố nói thì mẹ cứ bĩu môi không biết lý do gì. Do đi học, úi xí học còn gì lắm. Lúc mà con được dạy, úi xí công bố đưa dạy suốt. Học bằng ba cô đấy bác ạ. À. Ai hỏi tao học ba cô đấy. Vì em đưa đón suốt đấy. Lúc này kẻ không đưa đón. Đưa đón cho con nó bắt lô nó về đến nhà rồi. Còn chữ bố đâu. Đang ngồi với ông Việt làm đấy. Đi đón con nó về rồi, chưa thấy bố về. Tại mà lúc 6 giờ đưa đón vào xin cũng rời học thì học lắm, cứ nghỉ đi. Học thì học lắm, nghỉ bớt đi. Sau này cái lúc con được giải, cứ đi que xong rồi cứ rời. Không được rồi. Cháu học ba cô đấy, mà con bố đưa đón đấy. Đất thì chắc là sẽ đưa đón nhưng mà với điều kiện là cô giáo phải xinh. Đức là có thêm điều kiện này trong nháy nháy thế này. Cô xấu thì còn kệ. Chính thì học cô giáo xấu nó về, nó cô sống dưỡng không như ma thì ta lại phải đổi cho nó cô khác. Có đúng không Môn? Mẹ nói là đúng không Môn này? Học từ lớp 1 là đến lớp 4 nó có cô theo rồi đấy, nhưng mà nó cứ phải đổi, nó không học cô nào. Môn, Môn. Môn nó bảo cái gì, nay nó bảo là cái gì, Lily cái gì nhỉ? Môn nó bảo là Lily thì không phải Môn. Cô khen, cô nói là bắt đầu nó học giỏi. Lilia. Ông ăn không? Ông ăn, Môn ăn táo đi, anh Đức cho ăn táo. Nhưng mà mai kia Môn nhập lớp 1 nên ba Đức vào trường. Vậy là Môn Nguyễn cái gì như Môn nhỉ? Môn làm giang, Môn vào đấy. Cái gì Nguyễn Vũ làm giang à? 4 chữ à? Chứ không giống chị Tép mà có Lê Mai Phương thôi, ba chữ thôi. Nhà mình hai họ
đi. Tiền nó hay còn thích nhau. Trẻ lẽ lê lê Mai Phương. Nhà Hoàn là cái gì Hương Giang nhỉ? Chứ là Hoài Thương đấy chứ, khiếp đặt tên là Hoài Thương. Cháu đổi lớn cơ đi mà. Cháu đổi cái sinh ơi, còn phải đặt tên Mại cái Giang với Hồng cái tuổi đấy. Mại cái tuổi đấy. Cái gì Lê gì Giang? Hương Giang. Lê Hương Giang. Chị cái này à, em mua là Lam Giang đấy. Còn con nhà chị Hiền thì là cái gì Giang? Minh Giang. Còn nói thằng Hà Vi à? Còn thêm thằng bé là cái Đại Phong. Hay của Đại Phong, cái gì Phong không? Cái gì Phong chứ nhỉ? Đại Phong. Không phải Đại Phong. Đại Phong là giấu rồi. Lọ tường đấy, Đại Phong là lọ tường. Không phải Đại Phong. Anh bị trêu là Đại Phong. Đại Phong thật ấy, hình như Đại Phong rồi. Chỉ nhất Trường Phong, bố là Trường rồi, thì không thể Trường Phong được. Không phải cái chai có phải trả lại không? Trả không? Cái bia chai có phải trả không? Đi bù lèo à? Đi bù lèo trả. Đi bù lèo trả. Ơ, còn hai cốc bia uống đi. Đây. Để quay cái gì? Hết rồi, thức ăn còn chả còn cái gì, bác cháu công. Đấy, ai cũng bảo cô giáo đừng gọi. Bún ăn được mình nó lén giỏi lắm. Ăn đi nữa đi. Cho bông ăn, cho phải táo bón. À, bông ăn đẹp phải táo bón à? Đấm đi bún mũi vậy. Trẻ con ăn táo vừa ăn táo. Có phải là cái gì mà thái cho nó ăn được, nó còn ăn ngon hơn người. Trứng thịt lộn đậu ăn đi. Trông còn hơn trong người. Ôi, cục bì. Ôi, thôi, đăng nghiệp kênh qua đà. Qua đà. Ôi, đăng đẹp quá. Rồi. Quay đi, quay đi, quay đi. Quay có mặt mọi người đi. Quay đủ mọi người đi. Quay anh Tôm đi. Mặt anh Tôm vào. Rõ mặt anh Tôm vào. Đấy. Quay chậm thôi, đừng có quay nhanh. Rồi, ok. Quay mặt bà đi. Quay chậm thôi, đừng quay nhanh, đừng quay nhanh. Em với nhà thằng bạn em bên quay mặt mình. Nếu mà lấy lý do bận nhá, cũng không thể không quay nhìn cái mặt nó. Quay mặt vô đi. Đấy. Đấy. Tự quay mặt mình đây. Được chưa? Nhìn thấy chưa? Đây, quay đây. Rồi. Còn cơm. Rồi, tắt đường đường gần. Cầm đây quay. Đây. Rồi vậy. Quay mặt mọi người vào. Mặt từng người một. Chị quay bông, chị bông, chị bông, chị bông. Chị bông. Đấy, anh Tuấn đang đến. Quay chậm rồi đừng quay nhanh. Nhà mua nhà bà Hương ấy. Đây mặt cũng bê nữa. Mặt chị bông. Đấy, mà nó quay. Về quay không biết mua trứng gì. Bông kia. Lại về hỏi chị gái chị Vinh. Hôm nay chứng kiến sai mặt. Bác Mẹ Thanh, Mẹ Thanh. Bác Hiền rồi. Đi mua cái xong quay lại. Nam Bố Đức. Bà thế, bà nội, bà ngoại, bà ngại ơi, bà ngoại, bác Vịnh, bác Vịnh cái gì rồi, gấu nữa, rồi ta tin, hết không có mua mới được không, cái gì vậy, đi làm nhá, bác nhá là cô nói ở đây nè, là anh Vịnh bụng to này, anh rất bụng to này, không bị tập đi là bụng to không tốt này. Anh Hưng cũng chuẩn bị đây này, Hưng nữa. Em ai tôi sống còn lâu. Thì như thế này là bắt đầu bị giảm độ xuống rồi, chứ luôn được ngược lên nữa. Mấy người cho nên làm cái này gầy ngay hết rồi. Chạy ra chưa? Nghe cô Diện nói chưa? Quá chứ. Quý công nào mẹ cô phải nói nhằn nhắc đi. Tuổi này ấy, tuổi này mà không phải tiền bụng to người ta lại bảo là chỉ vì buồn chuyện gia đình. Buồn gia đình. Thế là cái sung sướng nhưng không nói kiểu ông Vân ấy, à anh Đức không biết ông Vân. Tất cả những cái rau thừa này này. Bố đâu? Bố đây. Bố đây. Bố đây. Bố đây. Bố đây. Đội cái đằng nào ra đằng trước ấy nhỉ? Mẹ
không cho cười à? Không cười. Bác Hiền cười chị cười. Bác đang cười chị đang nhẹ rằng chị cười rằng. Đây. Đấy. Nó vào đâu nó vào. Nó vào đâu nó vào. Cứ nói chú. Chú bác. Đã đặt cho bác. Muôn ơi. Đây nha. Muôn ơi. Bông đâu. May mà cái lúc khi bác Tài bác sạch ở chỗ này. Để nó sạch. Nó lôi rồi nó bẩn. Rồi nó không có chỗ ngồi. Đấy, vậy chứ bỏ nó nhanh khô rồi. Nhanh khô nó chẳng. Đây, đây, lấy ba cái quần lại. Taxi này đi gấu phết đấy. Ôi trời, đóng cửa rồi. Rồi, rồi, rồi. Cảm ơn quý khách. Quay có bác Tài. Quay đại đưa lên đây này à? À, quay phụ xe rồi. Tư liệu cá nhân. Có khách hàng. Chỗ mát ra lịch sự. Vâng. Đi. Cả nhà đây, cả nhà đây. Không phải là một. Ta mang đến trường thì làm sao mang được đi? Nào. Ý là muốn làm quỹ riêng. Ảnh có quỹ riêng. Rồi cả nhà cười tươi vui vẻ nào. Hò dô ta nào, muôn đầu. Chị tin nào. Nào. Giơ tay cao nó muôn đầu, bông đầu kìa. Ok. Nào, quay gần tí nào. Úi trời ơi, rõ mặt mọi người nhá. Trời, hai bên nhá. Hết pin chưa? Sao hai bên chưa nhá. Võ Thị Sáu đi hàng giữa đây nè. Nào, hai bên nhìn nào. Trước khi chụp. Chụp cạnh một kiểu ngang kiểu dọc.
thoi đấy.
lại mình đang mua gì đấy à, cho 20.000 cả nay sông xanh hơn à. Thì con kê con thích mua gì con chỉ. Thế chị Bông thích mua gì chỉ. Đấy con chuồn chuồn đậu lên tay này. Cho nó cái mồm nó vô tay ấy. Đấy. Đấy. Đây là khăn gì này cháu? Đây thích con nào? Con này chuồn chuồn nhà mình vẫn còn mấy con nhé. Bỏ cất đi. Ở nhà mình vẫn còn chuồn chuồn tí về mẹ lấy qua. Không. Đi chuồn chuồn để không đồng ý thì là ở nhà còn mấy con. Dạ, thằng Vương. Tí nữa, ôi con nhiều hàng, bây giờ mới có hàng đầu tư. Mua cho con ơi. Qua bảo cái thằng ấy nó thắt cho có thẹ. Cái thằng bóng bay hôm qua ấy. Trình bày xem nào.
Thôi, vào đi. Vào đây chứ còn che gì nữa. Nhanh thế. Nhanh thế. Sure. Sure. Trang Yên Xá. Check. Soi. Soi cho đủ người không? Thank you.
bao tiền đây, khi để gửi. Đâu đâu để thành thử. Nào đi nào. Để con đi. Dần. À, yeah. Thành phố nhà to rộng thế. Đâu, xây cái thuê mà. À thế hả? Trông vẻ đại. Không còn ngày nào là buổi làm gì rồi. Thế, thế, thế. Chỉ sợ là bị rối, ngày nào để chán ấy, chỉ về mất. Đấy, hôm nay là gần là sao mà gần là hôm tổ đấy. Thấy ông tổ phải vào đấy cho nó hết. Chỗ đấy chị em đi vào. Về thôi. Thôi phải về thôi. Không chiều mưa đi luôn mua. Ngồi xem. À, bây giờ đội vương miện, hôm qua chưa đội, đội vào đây. Đội vương miện vào đây. Ôi, cơ ơi. Thì hôm nào cưới tôm anh có chụp ảnh không? Để bạn cái chụp ảnh, bố cũng rể để bạn. Đâu? Cái này vắt chanh chứ? Ăn đâu? Ăn đói chứ nào ăn? Cho uống tí ăn xong là cuối cùng cho uống tí nước sau. Nào, nâng cốc bia lần chốt. Chốt à? Chốt đấy, hẹn gặp lại không? Bao là nhiêu hẹn gặp lại? Thời gian học gặp lại. Còn năm nào chưa biết. Năm sau được. Năm sau lên nhà mới hả? Mỗi năm lên thì phát thì nhiều. Anh Tùng thích thêm kia, một gia đình mà sao? Ô ma đi. Sao con lên ngủ với chị Bóng nó hay, ngủ với thật thoải mái đấy vậy. Đi sang nhà chị Bóng to nhá. Ô mẹ đi, thế rồi gọi chị Bông ơi thì chẳng biết gọi cho mình này. Chị Bông to không bé? Con lớn thì bé. To ơi, chị to ơi. To ơi. Chị béo ơi, chị gầy ơi, chị béo ơi. Đúng rồi, cũng chị Bông kia cũng béo hơn mà. Béo, gọi chị béo thì không thích, gọi chị lớn, chị bé. Giờ nó đang sợ sang chị Bông 9 tuổi là Bông. Chị 5 tuổi, chị 9 tuổi. Thế chị Bông nhỏ tên là gì? Chị Bông nhỏ tên thật là gì? Dòng đứa nào bà ghét nhất đấy nhỉ? Dòng đứa nào bà ghét nhất đấy? Tên chồng tên đứa nào bà ghét nhất đấy? Giang. Đấy. À, bí giỏ là bà ghét nhất Giang. Thì con chị Bông nhỏ là Bông to lên đi. Tâm đàn. Nhỏ ấy. Tự chọn bộng ấy. Gắn mun là cái gì? Khai tên như nào? Chàng chọn bộ sáng thì bớt cái váy là mẹ nó. Kỷ Nidia. Tên khai sinh là gì? Tên đi học là gì? Mun. Mun làm gì có Mun. Tên đi học là gì? Đi học lớp chuyển trường. Cô hỏi tên là gì? Tên con là Mun Lâm Giang. Cô hỏi tên là gì? Con là Mun Lâm Giang. Cô bảo con họ Mun à? Vâng ạ. Cô cứ thắc mắc mãi thì ra để họ Mun. Em ơi, cho chị khóa cửa kia, em chị đẩy nhờ cái xe vào trong đấy được không? Em
này bông lại thừa hưởng cái đàn này. Còn là nhà bác Bình còn cái chân đấy. Cái này ngày xưa chị Mùi chị cũng mua đắt đấy chứ. Do re mi fa son la si do. Sao thế mà vẫn xem? Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Số 6 trên 6 bác sĩ đi, CDI, Hyundai, CC85 này. Vẫn đủ người đấy. Hơi chuyển từ 6 trên 6. Đấy. Đây là cái tầng nó mọc mọc đấy thì không, đó là cháu bên đây phải. Bên cái này bên dung nó đang xây. Có những công trình khác này. Im đi à, anh đang quay cái chỗ nào giới thiệu đi, đang quay cái tay phải. Cơ quan anh Đức cũng có là bán cái nhà cái chỗ cái tòa tay phải cần cầu đấy. Hai bên tay trái đấy. Đây cần cầu bên đây phải. Cần cầu bên đây này cái đây đây cần cầu bên đây. Đấy. Cái cần cầu phía ngoài cùng đây 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 bên này cơ. Rồi rồi. Sao anh cơ? Đi qua nhỉ? Cần cầu bên phải. Ờ đây. Ba cần cầu thì cái ngoài cùng. Đấy cái ngoài cùng là đúng cái thằng con đường đấy. Xe nó cũng sát vào nhau thôi. Nhưng mà đến gần thì nó cũng xa xa nhau rồi, một đoạn thì nó không xa lắm. Hòa Bình. Lúc đầu con Hơn định thích mua cái tòa nhà trắng trắng này kia kìa. Thích bên đấy cơ. Có chi tiền ấy. Tiền nó cũng tầm tầm bên này. Nhưng tiện ích của bên đấy thì nó lại không nhiều bằng bên này. Bên kia thì vị trí vẫn thích hơn. Tiện ích bên này nó dày dày dân như này là nó nguồn thu nó lớn hơn thì nó phải tạo tiện ích nhiều hơn. Ở gì chật thì. Vâng, đấy nó kiểu chỉ độc thân đấy, hộ độc thân. Hộ độc thân hay là chuyên gia nước ngoài nữa, nó sang công tác thì nó mua. Cư ở chung cư là còn mai cái phí dịch vụ còn đắt tới gấp vạn lần. Thế vụ triệu tháng các bạn. Đấy gọi là khởi điểm đã triệu tháng. Chọn sơn cho nhà xưởng mới cậu làm đến đâu rồi? Dạ báo cáo sếp, em đã chọn được loại sơn tốt nhất cho công trình rồi. Chúng tôi đã có phản hồi. Nó mua 70 mét từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Em là mua 70 mét. Đang kể em đấy là cái chuyện chung cư bên kia. Di chuyển khó khăn từ Hà Nội. 70 mét là mấy tỷ? Có lộ trình di chuyển từ các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Hà Nội. Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình về Hà Nội. 2 tỷ 2 ạ. Chọn tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đang là chọn khiến chúng ta mất khá nhiều thời gian. Xin được nhắc lại cao tốc. Cái mua của người ta thì còn đỡ tiếc. Đây mình hết hơi mình xây từ A đến Z. Cái mua này đi mình chụp thử. Ở trong ngõ nhà em. Theo số liệu của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia. Nhà thì quay luôn ra cái vườn của người ta nó mát nó chả quay mặt vào nhà khác. Do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định. Nhà chị Mùi ở bên này à? Đây cái tòa nhà đây luôn này. À ngay trước mặt đây này anh ạ. Đây đây này. Rồi ra hồ một quay. Vậy Ninh Bình đi lên ở bên trái đúng không? Đấy. Phút chốc mất tất cả chỉ vì trên đường có những người tiến ga không kiểm soát. Nhiều tài xế đã ý thức sâu sắc rằng đạo đức của người lái xe phải bắt nguồn từ lúc Thăng Long Number 1 à. Khi tham gia giao thông, trong đó có việc kiểm soát được tốc độ. Ông Nguyễn Văn Ấn, một lái xe đường dài chia sẻ. Gọi là Vigracera. À. Đấy. Mình thấy điện thoại của Đức bị bệnh. Hôm nay cũng về Thế Bình ở lại đấy. Đấy, hôm nay bà không về Thế Bình đấy. Không về họp lớp ấy. Chú Đức chỉ bảo là chị Mùi chỉ giao cho chú là không để vào dưới lát đấy. Chú biết sách mình ở đâu nhỉ? Đấy, mẹ đang cầm tay đi nè. Cái gì bà? Đang ngỏ trứng mẹ sách mẹ để đâu cái gì? Bông lớn đây chị, bông lớn đây. Gì, mang trứng lên á. Ôi giời ơi, có bầu gì chồng ấy nhỉ? Đang hỏi thanh trứng đâu nhỉ? Đang khóc ở tay. Hỏi.
cây 69 đúng không? 1500 phút. Bông lớn, đây là bông lớn. Tóc, khen tóc đẹp ở gội dầu Mỹ đấy. À, chạy đầu đi, buộc tóc lên chứ. Đăng lên sau kia. Trời ơi, gọi cho em anh Hoàng đấy. Hai đứa nhà em anh đăng lại. Gọi làm sao? Thì bông thì mất hệ xong bảo gọi chị đông to chứ không về đây. Tết đây. Gọi là gì nhỉ chị nhỉ? Em Tết. Em Tết. À, bằng bằng tuổi chị Phúc ơi. Em bằng nhưng mà con nhà bác hệ là phải gọi là chị. Cùng lớp chị Phúc đấy. Cháu nhìn bác hệ là phải gọi là chị. Cứ lẫn lộn này thì nguy hiểm lắm bà. Cứ bảo ý Đức là bảo người ta Tân ấy. Cho em nói chuyện với anh Đức ấy. Ai còn ai xem sao nhà Hoàng. Anh Đức à, em Thanh. Em hỏi lấy Tân ấy. Anh Tân hỏi ai. Anh Tân hỏi từ qua bây giờ ok, không cần phải cho người nữa đúng không? Xinh nhỉ. Ờ ok, thế tốt, thế nhá. Như vậy là mấy giờ thì về đây? À đây bên này cũng là của Vingroup đây này anh này. Đang xây mấy tòa này này. À trường Amsterdam ấy kìa, Tết kìa, thẳng ảnh Bác Hồ đấy, trường Amsterdam đấy. À đây ạ. À. Đây, đây đây cái chỗ có ảnh Bác Hồ đấy, cái tòa nhà đấy đấy, cái khu bên đấy. Nhà Hùng gần trường Amsterdam đấy, nhà Hùng đúng không? Nhà Hùng. Còn nhà cũ như chị Mùi là cũng ở cái góc kia đằng kia. Đấy, trường ăn sẽ là Bixi bên này này. Xem nó có vào trong sảnh đấy nó đón mình không này. Đấy lắm đồ lắm. Đấy thì nó vào cái đường vào gọi đóng sảnh đây á không? Nó phải sang được cái gì không? Đi mua linh tinh mà. Nhiều quần áo linh tinh. Đấy, đấy, xong bóng đây sân bay ngồi đằng sau có một đứa sụt xịt. Thế mình xuống nó này thấy hát theo người Mỹ thôi. Nó lầy à? Lầy rồi nhưng mà uống thuốc rồi đỡ. Phòng này là bao nhiêu? 170 triệu, 71 mét. Sau khi nó đẹp đời này nó cứ kêu em bị khuyết nhanh là nó kêu là đang ấy mình giảm giá để nhìn nhanh. Bây giờ từ đây có cha làm không? Cha mày làm gì? Không, nó bà là trưởng đoàn nhiều rồi. Bà cứ còn rủ rồi thì tao bây giờ theo yêu cầu, chị yêu cầu ở bao nhiêu ngày tao ở đây. Không phải, không phải đâu. Đến đây không phải. Là cái đời con đi làm rồi sao? Thì đến sau mấy ngày cũng thấy đến què cứ đi được đồng rồi đấy. Chân tay bảo vác thì đau. Thế xong rồi đến què là tôi có giúp việc gì đâu, chân cứ bảo đến nó phục vụ cả hai nhà, phục vụ cả hai nhà, chúng nó thuê cho phục vụ một nhà, giúp việc cho bà. Thế phát biểu cảm tưởng thế nào? Anh là bảo là mấy nữa. Thế em? Kìa, vui vẻ phát biểu cái gì đâu? Xong này bảo. Các em bông ở đâu? Chúc mừng nhá. À bông chưa gặp à? Chị đâu về đó? Bông đi đón em. Lên đây rồi, lên đây. Đâu? Nam phải có quen đâu? Người nào? Đúng người chưa? Kiếm thấy đông người chưa? Chị có dạng lễ tân không mà người ta cứ thế người ta cho lên đấy nhỉ? Chị không? Có thế thì các em thì dễ tính thế, bảo lên nha, lên tùy từng nửa. Xong nó bảo hơi bật tí. Vâng, bảo chị ngồi mấy lần cho lên. Ôi mát rồi. Mát rồi. Mình ngồi đây mát cho mọi người trong kia cùng mát. Em thấy gọi em cho chị được cái điều kiện đó. Hôm nay là đông người nhất đi nhỉ? Đến nhà chị đông người nhất. Gì không? Trời ơi. Mua được đi chơi chị đâu? Mọi người cân nhắc mãi bảo nếu mà không sướng rồi. Ôi thế cái thanh thì lên rồi. Lên mình đấy, còn là sát định về đến mình đấy. Định em. Bà dễ tính, mình là mình chạy hết bên ngõ, anh chạy sang bên kia. Chạy. À. Cảm ơn nha. Đi đón sao lại về sau? Đi đón khách cái gì? Có những ai nữa đi đón kia? Không phải đón đi, đón anh. Lúc nào cũng nghĩ công chúa nhỉ? Dạy lắm. Trưởng à, bà nó là trưởng cái bác. Bác trưởng cái bác. Đi đâu cũng về đứng đầu. Chào Tâm Đán nha. Tâm Đán này đợt này vẽ siêu thế nhỉ? Hôm nay dạy tác phẩm đi. Đâu? Cho chú mày là triển lãm chạy đánh mà làm bán. Đâu tác phẩm đâu? Đẹp lắm. Đấy, chú Vịnh bỏ sao này có một đống tranh ở đây.
xem chú Đức xem hai cái mới nhất. Ừ, hai cái mới nhất. Ngày xưa bảo là bản tay cái chú nó đôi một bức 3 triệu. Ôi, siêu nhờ. Siêu chưa? Mới nhất thôi, nhưng đẹp chưa? Đẹp hơn tranh Van Gogh nhá. Sướng nhé. Đẹp hơn tranh Van Gogh rồi. Giỏi ghê. Cái bức kia là gì chưa thấy à? Mới bức này mới vẽ này, cô giáo nó quay chụp xong. Bức này đẹp này. Bức này mình nhìn đến chán. Gì đây, mua cái phẩm phẩm phụng phụng từ đây ra. Đẹp đấy, đẹp này. Nghệ thuật đẹp đấy, tranh vẽ đẹp, tranh đẹp hơn tranh Van Gogh rồi. Đi học vẽ hay là ở lớp? Nó học vẽ ở ở trên tầng này và này một tuần một buổi. Đi đi cái chỗ đi bộ kia kìa vẽ cơ. 150.000 một cái tranh mà. Hoa Oải Hương, cái đồng Oải Hương đúng không con? Cái vẽ kìa. Sau này đi đâu chơi là mang mỗi cái hộp màu đi đâu là có tiền đấy. 150.000 là mình mua ấy ạ. Không mình ngồi cho con nhìn đấy, chân xem mấy bút gì nó phong phát chứ. Hôm nọ đi đi chợ đi bộ đi bộ đấy. Nhiều khi chẳng có người vẽ giống. Người ta không giống. Cứ ngồi cho nó nhìn nó vẽ giống lắm. Truyền thần. Truyền thần. Này tối đây để mình đầu tiên mới vẽ đâu. Đấy. Đã học rồi ạ. Hình như là học rồi. Học rồi. Học rồi. Học rồi. Học rồi. Đấy, quả mèo trông trông trang đẹp chưa? Chị chào một hôm chị chạy quên em à. Ngày xưa bác cũng học kỹ thuật, bác học kinh tế đâu mà. Đấy, vẽ hoa hướng dương thì văn phòng cái thì nào ấy. Đặc biệt đấy, vẽ cái kiểu cầu vồng hoa hướng dương nhưng mà hình cầu vồng. Đây là cô này là học trường kiến trúc dạy nó đấy. À mà chưa đi. Hay đấy. Bán mấy chục triệu vẽ đẹp lắm. Tôm ạ, tôm là học về chứ không phải là thiết kế. Thôi thôi đừng không nó về về. Con trai nhớ là gì cả tử. Thôi Eli ơi, thôi Eli ơi. Đấy, chứng là hay nhất của chị ấy. Phải hay nhất của chị. Để em mẹ. Ô đánh cái bài này vừa bài rồi lần nữa để chú Vịnh quay phim. Đánh bài lại nhé. Đấy là cái bài hiện tại là còn tốt nhất đấy. Ừ. Vậy là tốt đấy. Không nhá, cháu phải đánh bài nào nhưng nghe quen. Lấy bài ấy, lấy cái. Bài nhạc chứ không phải là tất cả. Bông bé này tên là
này, đây là Nguyễn Vũ Lăng Giang này. Đây là bông lớn tâm đan này. Không biết điệu. Kia là em Tép kìa. Em Tép là bé nhất nhà. Mọi người để ý nhá, Tép là bé nhất nhà. Anh nhận một xe, chị nhận một xe. Okay, đến quân số rồi đã. Con đừng nhảy các. Con trai. Gần thì đi bộ đi, bác bó mùi hay đi bộ đi, thong thả mà.
không một tuần. Tí nữa. Ba bí xèo.
2 sashimi đồng hồ cao cấp, 1 sushi đồng hồ cao cấp và 1 cuốn cá hồi sốt cay, 4 vận động đại nhật. Nhà mình có dùng nước ngọt đồng trà. Cá hồi sốt cay à, chỉ còn 1 cuốn gì nữa mà. Một sushi tổng hợp ạ? Không. À, một cuốn tiểu rồng ạ? Một cuốn tiểu rồng. Đây là biết này. Đây là cuốn tiểu rồng ạ? Tiểu rồng à? Ừ. Thôi, gọi, gọi đi xong là ăn như nào. Nhà mình có dùng nước gì không? Quay quay đi ạ. Ờ. Chụp từng ngày đi chứ. Hả? Chưa ăn thì đứng lại chụp hả? Chụp gì? Chụp gì? Gặp trước thì gặp đi nào. Thank you.
Anh vừa có giá đấy. Xanh rồi. 14 cộng 14 mà. Ủa, thế nó đưa thiếu à? Đây một cái à, đây bye bye vịnh quá đây rồi. Bao nhiêu cái? Thiếu chủ à? Đến nào ăn 2 cái rồi. Đếm chủ. 23, ôi thấy 23 cái nãy đếm. Bông với để chủ Đức cùng đếm luôn. Mẹ ơi, mẹ ăn không đếm à. Mẹ ăn đi, mẹ ăn thì con ăn cùng với mẹ. 4 này, 5 này, 8 này, 10 này, 12 này, 13. 13 cái. Đợi thiếu là đúng rồi. Em có đếm đâu, em hỏi đếm chưa đủ 14 chưa thì thông báo đủ 14 lên 13. Không đếm. Trên bao nhiêu? Trên 50. Trên 50. Thì gần như ngày xưa chị Mùi thế. 3 trên 100. 3 trên 100, bây giờ với tính chỉ học 100 người anh không có là cái ngành toàn chủ yếu dày chân nam. Ngày xưa mà thì xưa bác Mùi học kỹ thuật thì học kỹ thuật thì bây giờ tôi dính tí học kỹ thuật đâu. Chả thấy các bạn gặp nhau như này nhỉ. Bây giờ đông đủ vào ngày đi. Lần sau mà có gặp các lẻ tẻ một hai người chẳng hạn. Không thấy gấu đâu. Chơi quên gấu rồi. Đâu rồi, tôi đâu rồi? Mất rồi thì thôi. Gấu ở đâu? Mất thì thôi. Giờ anh không bỏ đi ấy. Gấu anh cầm tay để không quên. Và cho mấy con. Xe của anh về mình. Buồn hoài làm sao con khóc kìa. Đấm đúng rồi, đấm vào gối để cho nó đỡ tức. Buồn ơi buồn, hôm qua chị có ngủ nào con? Có hư không? Ba nha, ba để nhìn ba nha. Thôi không đếm nữa. Cùng cột không? Chỉ có đọc sách đó. Đọc trộm ấy. Mê đọc sách đó. Giá sách của nó này bọn đọc trộm. Ý là đọc trộm ấy. Đọc khuya ấy. Mẹ bọn đi ngủ rồi cần lén.
Ôi anh Tuấn không chịu không khi là con đi thì con mới thấy con đời có mỗi mẹ tốt với con mẹ gọi về sau khi ấy quay lại quan tâm tiền mẹ nộp tâm cho con mỗi mẹ tốt với con với mẹ để chuyến đi nhận được mỗi ra mỗi một điều không có nhận được điều thứ hai nữa là từng bao giờ đi nữa mẹ bao giờ đi nữa chạy đi chạy đi được cái điều là thứ hai và rút ra được kinh nghiệm sâu sắc từ trong đáy lòng là không bao giờ đi nữa. Đó, con ốm con người ta không quan tâm như mẹ đâu mà chỉ cần sáng ra bước vào phòng thấy con vẫn còn sống được trong một tiếng người ta ngó thì được là ông làm sao mà được như thế đấy con ngó mà chỉ cho năm năm bài học sống thế nào. Ông đã sống lại là cây giống truyền thông hàng nghìn cây hoa đào. Này. Con không lấy cái ấy đeo vào là nó tịt đấy. Đâu rồi cái kia đâu rồi? Cái bông là kiểu của chị mỗi bên đeo cái khác nhau. Đi chưa? Nguyễn Chí Thành. À. Đường bên này nó gọi đường Đại lộ Thăng Long này. Nó đi tít ra Hòa Lạc này. Còn à. Bên kia là Nguyễn Chí Thành. Nó giao nhau nhà tư. Đây 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 Đại lộ Thăng Long à? À vậy đi đây, Sơn số Tây. Một, số 1 Thăng Long ấy. Đi Sơn Tây đấy đúng không? Một
Một trà đá. Đây trà đá thôi. Hai trà đá. Bốn trà đá. Bốn trà đá. Thanh niên cho đá. Riêng một sinh cô cho nhiều mấy con dầu chút nha. Ui giời, order riêng. Cho chị cái gốc bơ, một gốc nhiều con dầu. Để chỗ. Em cũng vào để mà 30 mấy mấy về thì là thối rồi, nó đổi này nát luôn. Đó, máy nó hoãn được. Phá sản. Phá sản lần này có đợt khác. Ờ, đợt khác gọi anh Hưng. Buồn anh Hưng lên ạ. Một trưa rưỡi em về em tắt điều hòa. Không, anh nóng lưng. Nó nóng lưng quá anh phải dậy. Nếu để điều hòa chắc việc gì. Em nằm một lúc thấy cái nó chặt quá. Thì nó mò xuống đây. Không biết nằm kiểu nào khi là nếu mà đầu chấn vào anh Hưng thì đầu đâu đầu đâu có tốn thì đầu chấn anh Hưng. Đầu đâu anh Hưng thì đầu chấn có tốn. Đấy bắt được một chú rồi. Đấy. Đỉnh. À cái gì con bọn ờ cái đất có bọn cái gì phù luôn ấy nhỉ. Nó sáng chị. Có nhà sàn ấy. Phù luôn. Mình đi đoàn thì mình thuê nhà sàn được đấy. Ừ, nhà thuê nhà sàn ở Phú Luông ấy. Rồi. Chả thấy chào hỏi cái gì. Bơ nào người ở đây chị chuyển đâu. Quay được rồi. Lấy cho tiền nào. Cái túi rồi. Thành phóng sự ảnh, phóng sự đấy. Đấy, 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 đưa thêm tiền. Con đang làm gì? Anh Hoàng cũng cái này đi. Thôi anh muốn. Thế anh bị thôi. Bình thường thì tập dã man lắm. Mày đi. Thế có cho mắng mà ăn cái nồi. Tí không lên nữa. Nó sao mà biết được của vợ con, nó cứ vô đài mà. Tôi uống thuốc ngủ, không ngủ được, đau đầu quá. Đi vào đây khám xem thế nào. Và vâng, cô
chiều cháu xong tiếp một bệnh nhân khác. Quay vào là thấy ngáy ho. Ôi giời. Vậy là lấy cớ để vào khám bác sĩ thôi. Lấy cớ để vào ngủ chứ, bác sĩ vào ngủ chứ sao? Bác sĩ vào đi khám bệnh nhân khác, tranh thủ vào ngủ. À bác sĩ ngủ. Em nghe để ra là bệnh nhân ngủ. Bệnh nhân ngủ ấy chứ. Bác sĩ khám cho bệnh nhân khác xong quay vào. Thì cái bệnh nhân bảo kêu không ngủ được. Rồi. Kêu là không ngủ được. Bác ngủ làm được mệt lắm. Mấy hôm nay mệt không ngủ thì vào chỗ bác sĩ để ngủ thôi. Nói thì chị phát ngủ đấy, chị là chị xuống bếp ngủ, lại lên lúc xong chả thấy nói cháu lại xuống cháu ngủ. Một cái người ba lần ngủ chả ai mang thai cũng chả ai như chị Thủy. Không hợp nhau, không hay, không phải là hai mảnh ghép chứ không trong rồi. Không tán cứ đến nói nhìn tivi không chị phải chán quá, chả nói cháu thì xuống bếp cháu ngủ. Chắc sẽ cứ bếp nhất ngủ 15 phút. Lên chả lại nói cháu lại xuống cháu ngủ. Hỏi cậu Hưng xem nào. Hưng có khi còn hơn. Thế đến nhà nội thì nói gì hả Hưng? Hưng ơi, chị cứ thắc mắc mãi. Chị nói gì? Con nói gì không? Con có khỏe con nói không? Tự nhiên mà lấy được vợ. Cho đồ xuống đi, mở nóc ra. Cứ cầm hết ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn là giống thôi chứ không không phải giống tuyệt đối. Em thích đi phố vườn sau này này. Mình làm nên không sử dụng kinh tế phải là cũng dạng em thích hoạt đến nhà. Có nhiều loại hoa. Bông. Thì chị xuống đây chị cứ tâm được các bạn. À, có món gì đây? Thịt chiên á? Thịt xiên. Thịt xiên lá. Nướng đi. Bật bếp lên nướng đi. Ăn là cho vào nồi nướng. Hoàn đợt này xe mới quá. Sau bà đưa vào danh sách kỷ vật đấy. Và sau bà đưa vào cái danh sách kỷ vật. Các loại kỷ vật đưa vào hòm. Mang cái lá mè để một cái đĩa bà cứ tưởng là món ăn Nhật nó có cái lá mè từ chùa gấp cái đầu tiên. Hoàn hả? Hoàn nữa. Hoàn ngồi đây. Đây. Cứ nghĩ là cả tôm đi, tôm nên lại không đi.
Em lái xe ở Ninh Bình hay là Hà Nội? Ninh Bình. Chuyến này đi với Việt Kiều nha, phải đi lâu. Còn sót gì không? Ta nhá. Vẫn chạy. Ngõ này không? Có đúng ngõ này không? Hỏi thăm đi. Hỏi thăm đi. Thôi cứ nói đi nói lại mãi. Ở đây này hoành tráng lắm xe thế. Đi 4 ngày này. À vẫn được. Vẫn mở cửa được. Oh.
Gần 2 tiếng thôi. Thơn cơm đây không về, lâu bánh đà kia cả. Kệ không về. Mệt rồi, thôi đi ngủ thôi. Bye bye nhá. Bye bye Bông nhá. Điện này đi thanh chưa? Điện có được đâu.